Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành Y tế Thành phố đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý về chủ trương thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện. Theo đó, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lần đầu tiên thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện. Cụ thể là chức danh giám đốc bệnh viện mắt Thành phố dự kiến bắt đầu triển khai trong tháng 10 năm 2022. Người dự thi phải bảo đảm tiêu chuẩn chung quy định tại nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khóa 8 Đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ của sở ngành và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, người dự thi phải có hồ sơ lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận. Tất cả cán bộ, công chức viên chức đang công tác trong các cơ quan đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, nếu có đủ điều kiện tiêu chuẩn và có trong danh sách quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh giám đốc bệnh viện mắt, đều được quyền đăng ký dự thi.